Vừa về đến nhà anh em ơi, vừa về đến nhà xong. À, báo cáo anh em là hôm nay em đi thủ đô Hà Nội, vừa về đến nhà. Đây, vừa về đến salon. Vừa dừng chân lại cái là xuống quay luôn cho anh em cái chiếc bán tải Mazda BT50 2018. Đăng ký 2019 một chủ từ đầu. Xe mang tên công ty, đang chờ xuất hóa đơn. Thì em vừa mua về đến đây xong anh em ạ. Vừa mua về đâu, xe mang nước sơn màu trắng này. Chả giấu gì anh em vừa đi cao tốc này. Mũi miếc nó bám đây. Đấy, rất nhiều luôn. À, đây, xe bị vừa mua xong chưa kịp dọn đây, nó bị quẹt một cái vào đây này. Đấy, tăng xe cái bắt đầu sốc này. Và bị nó quẹt vào đến chỗ này. Đấy, em cho anh em xem này. Bật flash lên thì anh em nhìn thấy đây. Đây đây này, nó quẹt cả vào trong cánh cửa anh em thấy không? Đấy, thì cái chỗ này này. Đây 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 đây, nhìn cái góc dưới này thì thấy nhiều hơn này. Đấy. Chả giấu gì anh em nhá. Đây đây. Đấy, nó quẹt vào đấy. Còn lại nội thất thì đẹp lắm. Thất thì tươi đẹp kinh khủng luôn. 2018 chạy cũng nhiều anh ạ, 14 vạn cơ. Con này chạy nhiều dã man. Về chắc em phải tua về tầm 8-9 vạn. Nội thất thì được cái đẹp như tranh ấy. Màn hình Android, trần nỉ nguyên bản. À, chỉ bên này, cái chỉ cánh này là mất từ đây xuống đến đây nhá anh em nhá. Nào nào em đo nào, 2, 4, 50 phân chỉ cánh nhá. Có mỗi cánh đấy đâu, còn những cánh này zin hết này. Cánh này zin hết đẹp lắm. Đấy, nội thất đẹp, đẹp dã man luôn. Đấy, vừa mua về đến đây. À, lốp thì lốp thể thao, xe chạy 14 vạn. Lốp thể thao xe chạy 14 vạn. Lắp thùng không có anh em nhé. Đây là lót thùng thôi. Lắp thùng không có lắp thùng đâu. Đấy, xe như nào là em tả như thế và em quay chuẩn nhé. Em quay chuẩn cho anh em. Đây. Đấy, chả giấu gì anh em cả. Lốp siêu cua thì hạ rồi. Lốp siêu cua hạ rồi, xe chạy 14 vạn mà. Nó cũng chạy hơi nhiều đây. Xe chạy 14 vạn này. À, máy móc thì zin. Em này mở khoang máy nhá. Hai cầu. Số sàn hai cầu, quên để không giới thiệu cho anh em cái phần số sàn hai cầu. Máy đây anh em ơi. Máy thì được cái zin lắm nhưng mà nó chạy hơi nhiều nên là khoang máy nó hơi già tí. Đây, chả giấu gì anh em ạ. Khoang máy nó chạy hơi nhiều. À, nó bị va ở đây đâu là cái tai này đã bị tháo ra nằm lại này. Đấy. Và cái capo này chắc là cũng bị va tí nên là cũng bị tháo ra nằm lại này. Đấy, quay thật nhá anh em nhá, quay chân thành ấy. Quay chân tình ấy. Đấy, chả giấu gì nhá. Còn máy số ở zin chạy sướng lắm, em đóng cao tốc còn 120 thôi. Em đóng cao tốc toàn 120 thôi, không giấu gì anh em. Chạy rất là chất. Chạy thì không phải suy nghĩ gì cả. Có mỗi là nó bị lỗi cái phần đấy thôi anh em nhé. Lỗi cái phần đấy thôi. Nói chung là về khắc phục đâu đó con này khoảng 5-7 triệu nữa là lại đẹp như tranh. Thì anh em không phát hiện được. Đấy còn đẹp này. Kính kiếc thì em xem rồi. Kính nó tất cả các mã kính của nó đều chuẩn này. 2018 này. Đều zin. Má kính đều 2018 này, em kiểm tra kỹ hết rồi. Đây, anh em yên tâm. Lốp thì còn rất là dày, đang kiểm hết rồi. Đang kiểm hết rồi anh ạ, chạy liều quá. Chạy một phát một mạch về đến đây luôn. Đít điếc là không bị đâm đụng gì nhá anh em nhá. Đít zin. Đấy, đầu bị vả phát thôi. Còn đít vẫn còn zin đét. Xe bẩn nhá mộc. Em quay hết sức mộc mạc và chân thật cho anh em luôn. Hết sức mộc mạc và chân thật cho em luôn anh em luôn. Anh em nào mà yêu được em Quân thì có thể liên hệ với em. Xe có cam nùi rồi này, có cả cam nùi này. Đấy, thì liên hệ với em nhé để em tả chi tiết hơn. Đây là bãi xe nhà em này, thì đây em quay luôn mấy con anh em nhé. Đây là chiếc Nissan Navara 2013 số sàn hai cầu. Chiếc này bên em chào bán là 365 triệu, 365 triệu. Nissan Navara 2013 số sàn hai cầu 365 triệu. Nissan 2011 số sàn hai cầu 335 triệu, 335 triệu. Nissan đấy, một cặp đùa Nissan này, 23 365 này, 21 335 này.
Chiếc này thì mang nước sơn màu nâu. Chiếc này thì mang nước sơn màu nhạt nhạt, xanh xanh nhạt nhạt, ghi nhạt. Còn chiếc này là mang nước sơn màu lâu đất. Có lắp thùng, còn chiếc này thì có thanh thể thao. Chiếc 13 có lắp thùng XLT 2017, XLT Forerunner, XLT số sàn 2 cầu 2017. Chiếc này thì chiếc này là bao nhiêu nhỉ? Chiếc này là 615 triệu đồng, 615 triệu đồng, biển số thành phố Hà Nội anh em nhé. Chitong 2011 số tự động 2 cầu, Chitong 2011 số tự động 2 cầu, 355 triệu, 355 triệu, Chitong 2011. Forerunner Wildtrak 2010 số sàn 2 cầu, 2010 số sàn 2 cầu, Wildtrak màu trắng 335 triệu. Tất cả những cái xe nhà em bán ra đều bao rút hồ sơ. Ở chiếc này vừa về và trong này có, em vừa về đây không có chìa khóa vào nhà, không có chìa khóa vào nhà. Đây là chiếc Toyota Hilux 2017 số sàn 1 cầu 585 triệu. Đây là chiếc Chitong 2015, Chitong 2015 số sàn 2 cầu 365 triệu, số sàn 2 cầu 365 triệu. Đây là chiếc Forerunner XLS hôm trước em mua ở Nghệ An đây. Forerunner XLS 2020 nhập Thái chạy đúng 1 vạn 1, bây giờ được khoảng 1 vạn 2 rồi. Chiếc này thì em đang giao bán là 715 triệu nhé. Xe như mới luôn, anh em nào đến là chỉ bê về thôi, bốn ốp theo xe dày cộp. Chiếc này trực tiếp em đi mua nên anh em yên tâm về chất nhé. Chiếc này thì mai em sẽ có video chi tiết này, hôm nay em đi làm về muộn quá. Vừa về đến đây, anh em phải khóa cửa, em không có chìa khóa vào nhà, anh em đi đâu rồi ạ. Forerunner 2014 số sàn 2 cầu 435 triệu, 435 triệu. Nissan Navara, chiếc này chưa, 2015 số tự động 2 cầu, 2015 số tự động 2 cầu. Chiếc này thì bên em giao bán là 565 triệu đồng, 565 triệu đồng. Nissan Navara 2018 số tự động 2 cầu, bản VL bản cao nhất đấy, 665 triệu đồng. Ấy thì trong kia còn mấy con nữa nhưng mà em không vào được. Đấy, giới thiệu lại cho anh em. Có chiếc này là đẹp này, chiếc này thì anh em mua về thì không khác gì máy mới này, nhập Thái nguyên cây này, đẹp lắm, mới tinh. Chiếc này hai cầu số sàn cũng được. Đấy, có cái chiếc này thì đấy, có tí lỗi thì em tả luôn cho anh em rồi nhá, em tả luôn. Đấy, còn lại nội thất nó rất là đẹp, nội thất rất là đẹp, có cái lỗi kia thì em tả cho anh em rồi. Cái đây nó chấn động cả cái đèn này nữa anh em. Đây đúng rồi, đèn này bị vỡ bên trong này, chấn động. Đây nữa này, đây nữa. Nói chung là về con này phải mất tầm khoảng 7 triệu anh ạ, 7 triệu để dọn lại cho nó sạch đẹp. Thì bác nào mà yêu thì có thể liên hệ với em Quân Ô Tô qua số 0364763888, hoặc đến với Salon Đức Bán Tải có địa chỉ ngã ba đường mới phường Thắng thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh để tham khảo những cái mẫu xe em đang bày bán tại đây. Em Quân Ô Tô xin kết thúc video của mình tại đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể anh em đã quan tâm và ủng hộ kênh mua bán ô tô của em Quân trong suốt thời gian vừa qua. Chúc anh em luôn tìm được cho mình những mẫu xe phù hợp nhất với điều kiện gia đình của mình. Đừng quên ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ để giúp cho kênh mua bán ô tô của em Quân ngày càng được lan tỏa đến nhiều người biết tới. Xin chân thành cảm ơn toàn thể anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video gần nhất. Đây là ngã ba đường mới nha anh em ơi, ngã ba đường mới phường Hùng Thắng thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Đây là chiếc Mazda BT50 vừa về. Bác nào mà mua về dọn thì mua luôn, em bán luôn rồi, giá rất là hợp lý. Còn bác nào mà muốn mua về sẵn đi thì để chờ em dọn xong nha, chờ em dọn xong. Vâng, em Quân xin kết thúc video của mình đây, xin hẹn gặp lại anh em trong những video gần nhất nha.